Thưa quý vị, sáng nay, Hội báo Toàn quốc 2023 đã chính thức khai mạc tại Bảo tàng Hà Nội. Tham dự ngày hội lớn của những người làm báo cả nước có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập báo Nhân dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. 3 năm ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam. Hội báo năm 2023 được coi là một trong những hội báo có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, với 87 gian hàng và sự tham gia của tất cả các tổ chức hội, các cơ quan báo chí trong nước, trưng bày các ấn phẩm báo xuân và các ấn phẩm báo chí tiêu biểu năm 2022 và quý 1 năm 2023, với chủ đề đoàn kết chuyên nghiệp văn hóa sáng tạo. Trong khuôn khổ hội báo sẽ diễn ra một số sự kiện quan trọng mang tính nghề nghiệp cao, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các hội viên nhà báo trong cả nước. Đặc biệt sẽ đề cập đến các khía cạnh vấn đề mà báo chí thế giới cũng như Việt Nam đang phải đối mặt. Điểm nhấn của hội báo là chuỗi sự kiện đề cập đến những vấn đề nóng liên quan đến chuyển đổi số trong các cơ quan báo chí như hội thảo AI, trí tuệ nhân tạo và quản trị sáng tạo nội dung trong tòa soạn, tọa đàm thanh niên sáng tạo chủ động trong công cuộc chuyển đổi số, tọa đàm đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí theo nhu cầu, tọa đàm hội ngộ giải A báo chí quốc gia. Đây là cơ hội để các nhà báo, lãnh đạo cơ quan báo chí cùng nhận diện xu hướng trên thế giới, thảo luận về những câu hỏi hóc búa mà AI đang đặt ra, từ đó định hướng sáng tạo và ứng dụng trong quản trị sáng tạo nội dung ở mỗi cơ quan báo chí Việt Nam. Lễ bế mạc diễn ra vào ngày 19 tháng 3, ban tổ chức sẽ trao 4 loại giải thưởng, gồm giải bìa báo Tết ấn tượng, giải giao diện báo điện tử Tết ấn tượng, giải chương trình phát thanh truyền hình Tết ấn tượng, giải ấn tượng báo chí 2023.